Kính thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong tuần qua số ca mắc sốt xuất huyết giảm 32,5% so với trung bình 4 tuần trước, số ca nội trú giảm 37,6% và ngoài trú giảm 27,1%, không ghi nhận trường hợp tử vong. Cụ thể trong tuần qua Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 385 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Có 18 trên 22 quận huyện có số ca giảm so với số mắc trung bình 4 tuần trước. Cả 5 trên 312 phường xã có số ca bệnh tăng ở mức ngưỡng báo động. Thành phố ghi nhận 28 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 22 phường xã thuộc 10 trên 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3.496 trường hợp mắc bệnh, tăng khoảng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2022 là 1.590 ca.